Tôi là Phi Hổ. Dì Lam, hàng có vấn đề. Tránh ra. Lục Chính Minh, anh hay lắm. Về thôi. Đến nhà họ Lục với tôi. Anh Lục, hàng của anh đều ở đây hết, không thiếu một món nào, tạm biệt. Lam trại chủ, cô đừng đi. Nếu anh không tin tưởng tôi cũng sẽ không làm ăn với anh. Lam trại chủ, xin cô đừng tức giận. Lam trại chủ, mời cô ngồi. Uống ngụm trà, cho bình tĩnh lại đi. Mời cô. Lam trại chủ, xin hãy tha thứ cho tôi. Không phải tôi không tin cô. Cô cũng biết mà. Tôi đã bị mất hàng rất nhiều lần. Tôi đã tổn thất rất nhiều. Dù sao, tôi và Lam trại chủ cũng là lần đầu tiên hợp tác. Tôi không yên tâm lắm, nên đã lập ra kế hoạch này. Nhưng mà Lam trại chủ có thể yên tâm. Trước lạ sau quen, hai chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Điều quan trọng nhất trong kinh doanh chính là lòng tin. Anh tin tưởng tôi thì chúng ta hợp tác với nhau. Nếu anh không tin tôi thì hai chúng ta khỏi hợp tác nữa. Sau này cũng đừng đến tìm tôi. Cô nói rất đúng. Lam trại chủ, hôm nay cô trả lại tất cả hàng cho tôi. Lục Chính Minh tôi khâm phục cô. Nếu Lam trại chủ nghĩa hiệp như vậy, tôi cũng tuyệt đối không phải là tiểu nhân. Từ nay về sau, tất cả hàng của Lục Chính Minh tôi đều do Lam trại chủ vận chuyển. Tiền vận chuyển, tôi tăng thêm 20%. Được. Vậy thì cảm ơn anh. Các anh em, chúng ta về. Anh Phi Hổ, cuối cùng mọi người cũng về. Đừng quay đầu, hình như chúng ta đang bị theo dõi. Khánh Ngân, cô dẫn Tiểu Minh chạy đi, nhanh lên.
Các anh em, đốt lửa lên. Rút lui. Chuyện này cũng tại Lam Phượng Hoàng, nham hiểm hung hăng. Khi tôi hỏi, cô ấy không chịu nói, ai biết đó là kế hoạch của hai người. Đúng, hai người thương lượng xong, cũng không nói chúng tôi một tiếng, to gan. Mấy người tưởng mình là ai hả, thổ phỉ hả? Mấy người làm hỏng việc của chúng tôi. Mấy người có biết chúng tôi đã tốn bao nhiêu công sức để Lam Phượng Hoàng xâm nhập vào nội bộ của Lục Chính Minh? Các người làm thế sẽ khiến gì ấy gặp nguy hiểm. Nếu điều đó thật sự xảy ra, thì người nào chịu trách nhiệm đây? Phi Hổ, tôi xin lỗi. Là do tôi quá liều lĩnh. Thật ra trong lòng tôi cũng rất hối hận. Chuyện này không liên quan đến mọi người. Chuyện này là lỗi của tôi. Được rồi. Mọi người nhớ rằng, sau này, bất kể là chuyện gì, chúng ta cũng phải thương lượng với nhau. Mọi người nghỉ ngơi đi. Tôi đi tìm Lam Phượng Hoàng. Phi Hổ, muộn như vậy rồi, cháu còn đi đâu nữa? Cháu định vào Long Thành tìm dì Lam. Nhờ dì ấy tìm chỗ ở cho các anh em. Vào Long Thành. Đúng. Bây giờ thuộc hạ của Lục Chính Minh đã phát hiện hang động của bọn cháu. Cháu nghĩ Hồ Tứ Lang cũng sẽ sớm biết được. Cháu đang ở hoa trại. Cháu không muốn bại lộ sớm như vậy. Bây giờ Long Thành rất nguy hiểm. Thực ra, nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn. Cũng đúng. Nơi càng hỗn loạn thì càng dễ hành động và ẩn nấp. Hoa lão tiền bối, chuyện kia đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Chỉ chờ cháu ra lệnh thôi. Người của chú cũng sẽ nghe theo cháu. Vài ngày nữa, thứ đó sẽ vào Long Thành. Được. Cảm ơn chú. Vậy cháu đi đây. Cháu chú ý an toàn nhé. Vâng. Họ là những ai? Tôi cũng không biết. Mười mấy người sinh sống trong hang động đó. Bọn họ đâu? Qua đời hết rồi. Chúng tôi đã ném bom vào hang động đó. Qua đời hết rồi. Vâng. Tôi e là không đơn giản như vậy đâu. Tôi luôn cảm thấy trong Long Thành này có người đang chống đối chúng ta. Không lẽ là do tôi quá đa nghi sao? Thứ nha phía này đúng là hại người mà. Tôi nói cậu biết, lần này phải cai đi đấy. Không muốn cai cũng phải cai. Thứ này khó chịu quá đi mất. Cứ đến tối là trong lòng bứt rứt. Tối qua lại hút mấy hơi. Nếu cậu không cai thứ này đi, sau này sẽ thành kẻ vô dụng đấy. Lục Chính Minh đang giở trò gì vậy? Cứ thần thần bí bí. Thuộc hạ của hắn không tiếp xúc với ai. Hắn cũng không phải người bản địa. Hy vọng lần này có thể tìm ra chút ít manh mối.
Này đại đội trưởng, vượt qua ngọn núi này sẽ có một con đường lớn, là con đường duy nhất đi qua biên giới đến Long Thành, không phải chứ? Nhưng chúng ta đang đi đường núi, vậy khi nào mới đuổi kịp Lục Chính Minh đây? Nếu không đi đường này thì càng không đuổi kịp. Long Thiên, hả? Chúng ta đã chậm hơn họ nửa ngày rồi. Tôi nghĩ nếu chúng ta đi cả đêm thì đến lúc bình minh là có thể đuổi kịp. Gì chứ? Còn phải đi cả đêm nữa sao? Thứ mà Đại Nghiêu tôi không sợ nhất chính là đi đường núi. Tôi không tin. Chúng ta đọ sức thử xem. Ai thua thì lúc về phải đãi chầu rượu. Đúng đó. Cậu nhìn tôi làm gì? Tôi nói cho cậu biết nha. Tôi cũng xuất thân từ giảng võ đường. Ban ngày thì đi cả nghìn dặm, còn đêm thì đi 800 dặm. Cậu tin không hả? Vậy chúng ta thi xem. Xuất phát thôi. Chính là bọn họ. Xuống đó xem sao. Vâng. Ngài Lục đúng không? Đúng vậy, là tôi đây. Xin hãy giới thiệu một chút. Đây là anh Sogo Chisagaki, là một chuyên gia cầu đường xuất sắc của đế quốc. Còn đây là chuyên gia về nổ mìn với nhiều năm kinh nghiệm, anh Matsui. Cấp trên rất quan tâm đến đề xuất khảo sát cầu đường mà các vị đưa ra. Chúng tôi hy vọng chuyến đi này có thể hỗ trợ được các vị. Trong các thùng này đều là các thiết bị đo tiên tiến, vô cùng quý giá. Để đảm bảo an toàn và tính bảo mật trong chuyến đi, chúng tôi đã thiết kế các thiết bị tự nổ. Mọi người đi đường vất vả rồi, mời lên lầu. Chúng ta đi thôi. Đến bến tàu một chuyến, báo cho Trịnh Mặt Dỗ, bảo cậu ta phải cảnh giác hơn. Một khi phát hiện tin tức về Lục Chính Minh, báo cáo cho tôi ngay lập tức. Vâng. Này Phi Hổ, ở đây có một quán trọ, chúng ta nghỉ ngơi ăn no một chút rồi đi tiếp. Được rồi. Phi Hổ, tình hình có vẻ không ổn lắm. Qua xem thử. Thế này đi, Đại Nghiêu, Tạ Quân Sư, hai người là người lạ ở đây, hai người vào xem xét tình hình một chút. Được rồi, chúng ta đi. Này tiểu nhị. Tiểu nhị. Hai vị khách quan, đến sớm thế này, trời còn chưa sáng nữa mà. Tiểu nhị, chúng tôi đã đi trên núi một ngày một đêm rồi, cho chúng tôi thuê một phòng, nhân tiện mang chút đồ ăn đến. Thành thật xin lỗi hai vị, phòng đã hết sạch rồi. Hôm qua có hai nhóm người đến, sau đó lại trở thành một nhóm, quán trọ thật sự không còn phòng nào nữa. Nói linh tinh gì thế? Ngủ đến mức mê sảng rồi hả? Có mê sảng hay không thì hiện tại cũng hết phòng rồi. Những người coi hàng còn không có chỗ ở, toàn bộ bọn họ phải canh gác kia. Ông đây đi bộ cả đêm trên núi rồi mà còn nói với tôi là không có chỗ. Có tin tôi vặn cổ cậu không hả? Thưa quý khách, xin anh bớt giận. Chúng tôi vẫn còn một phòng củi, cũng khá sạch sẽ. Nếu hai vị không chê thì có thể ở tạm phòng đó trước. Được thôi. Phi Hổ, tình hình thế nào? Lục Chính Minh đang ở đây. Hai bên đang liên lạc với nhau. Họ đã thuê hết phòng trong quán trọ rồi, chỉ còn một phòng củi. Sao họ lại giao hàng ở đây? Phải đó. Đội trưởng, tôi sẽ qua doanh trại gần đây mượn vài tên lính. Tôi thấy trời cũng sắp sáng rồi.
Không kịp nữa đâu. Đợi đến khi đưa lính đến đây thì bọn họ đã chạy mất rồi. Vậy anh nghĩ bây giờ nên làm gì đây? Tôi thấy thế này, tất cả chúng ta sẽ ở trong phòng củi. Có bao nhiêu quả lựu đạn? 2 túi. Được lắm. Mọi người chia ra đi. Chúng ta xem tình hình rồi hành động. Được. Đi thôi. Đại đội trưởng, bên ngoài có hơn 20 người. Lục Chính Minh định làm gì vậy? Xem ra lần này không thể dùng sức, chỉ có thể dùng mưu thôi. Mục tiêu của chúng ta là giành lấy số hàng đó. Như vậy mới biết được ý định thật sự của Lục Chính Minh. Vậy chúng ta đánh thế nào đây? Trong 4 vị trí này thì 2 vị trí này rất quan trọng. Đi mau đi. Nhanh lên. Saito bảo vệ thiết bị. Mau đi trước đi, tôi yểm hộ cho. Hàng của chúng ta, đâu? Bị chúng cướp đi rồi hả? Đừng đuổi theo nữa. Chúng ta không quen thuộc với địa hình ở đây. Đừng để sập bẫy. Ưu tiên rút về Long Thành trước. Hàng thì để nghĩ cách sau. Người anh em, cậu phải dáng lên. Muốn cai nghiện chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Cho dù cậu cắn nát răng của mình, cậu cũng phải cai nghiện cho tôi. Tôi tin cậu. Chỉ cần cậu cai được nha phiến, hai chúng ta vẫn là anh em.
quả nhiên như dự đoán của tôi. Cậu là ai? Cậu là người của Lục Chính Minh. Hắn thế mà phái người đến lấy mạng tôi. Tôi nghĩ huyện trưởng Hồ đã hiểu lầm ngài ấy. Hôm nay tôi đến đây không phải muốn lấy mạng ngài. Tôi chỉ muốn biết cô Phương Thảo có ở đây không. Ngài Lục cũng không có ý định bắt cóc ngài. Cậu nói gì? Phương Thảo không phải ở nhà họ Lục sao? Sao lại đến nhà của tôi tìm người? Vô lý. Không giấu huyện trưởng Hồ, ngay khi ngài mời ngài Lục của chúng tôi đến huyện phủ của ngài, Phương Thảo tiểu thư liền bị bắt cóc. Người của chúng tôi cũng bị sát hại. Nói láo. Phương Thảo ở nhà họ Lục. Ai dám bắt cóc cô ấy chứ? Cậu đừng dùng Phương Thảo để uy hiếp tôi. Có chuyện gì cứ nhắm đến tôi. Là Lục Chính Minh tức nước vỡ bờ, bắt cóc Phương Thảo của tôi, còn muốn lấy mạng tôi. Nhốt cậu ta đi. Rõ. Đi. Lục Chính Minh muốn dồn tôi vào đường cùng, thì tôi cũng sẽ đồng quy vu tận với hắn. Người đâu mau đến đây đi, có người sắp mất mạng rồi. Mau tới đây nhanh đi, có người sắp mất mạng rồi. Là hét cái gì? Cô ấy bị đau bụng, mau xem giúp cô ấy đi, sắp mất mạng rồi. Tôi nói cho cậu biết, đừng có giở trò gì đấy. Tôi nào dám giở trò. Cô mau kiểm tra cho cô ấy đi. Cô ấy đau bụng dữ lắm. Mở ra đi. Mau đi gọi thầy thuốc đến đây. Vâng. Cô không sao chứ? Muốn chạy sao? Cô muốn làm gì? Cô còn ngây người ra đó làm gì? Mau đến giúp một tay đi. Nếu không ra ngoài, Hồ Tứ Lang sẽ mất mạng đấy. Tiểu thư, mau đi thôi. Em gái ơi. Nhanh lên đi. Cô mau lại đây, còn ngây người ra đó làm gì? Mau lại đây giúp một tay đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Phi Hổ, yên tâm đi, không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Bình thường các người làm việc cái kiểu gì vậy? Bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy mà các người không ai hay biết gì. Có phải lại lén uống rượu rồi không? Đi mau, kéo tên đó ra ngoài, đánh 20 roi cho tôi. Vâng. Phi Hổ, tên Triệu Tam Nguyên này, chú đã nhốt riêng hắn ta lại rồi, và cũng đã cử người canh gác nghiêm ngặt. Được. Khánh Ngân, có một chuyện tôi không hiểu lắm. Tại sao Phương Thảo lại cứu cô?
Tôi cũng không biết. Mau đến đây giúp một tay đi. Đưa chìa khóa cho tôi. Tại sao cô lại cứu tôi? Nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc cô họ gì? Cha của cô là ai? Cô sinh ra ở đâu? Cô hỏi những điều này làm gì? Trên vai của tôi có một bông hoa mai giống như cô. Đây là dấu ấn của gia tộc chúng ta. Trên vai của con có một bông mai nhỏ. Nó có thể liên quan đến thân thế của con. Không thể nào. Sao trên người cô lại có bông mai này? Nói cho tôi biết đi. Họ thật của cô có phải họ Hồng không? Có phải họ Hồng không? Em gái, em thật sự là em gái của chị. Không ngờ em vẫn còn sống. Cuối cùng chị cũng tìm thấy em rồi. Đợi đã, cô mau nói rõ ra đi. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chúng ta vốn dĩ đều họ Hồng. Khi chúng ta còn nhỏ, gia đình chúng ta gặp phải tai họa diệt môn. Chúng ta mới phải mỗi người một ngả, phó mặc cho số phận. Lúc đó em còn quá nhỏ nên cứ khóc mãi. Nhũ mẫu không còn cách nào khác, chỉ có thể để em ở lại. Bà ấy đã mang chị đi. Là cha của Hồ Tứ Lang đã cứu và nhận nuôi chị. Ông ấy nuôi dưỡng chị khôn lớn. Bao nhiêu năm qua, chị vẫn luôn rất hối hận. Tại sao người bị bỏ lại không phải là chị? Chị thật sự không ngờ em chính là em gái của chị. Chị, chị ơi, khổ cho em rồi. Đi. Khánh Ngân, Tam Nguyên chạy rồi. Tam Nguyên chạy rồi, em mau đuổi theo đi. Chị yên tâm, hắn không thoát được đâu. Tại sao bên ngoài lại ồn như vậy? Trịnh Mặt Dỗ dẫn người tấn công hoa trại. Chị ơi, chị mau chạy đi. Đi cùng chị đi. Em thả chị thế này, Long Phi Hổ nhất định sẽ trách em. Chị yên tâm, Phi Hổ sẽ không trách em đâu. Chị ơi, chị mau chạy đi. Đại ca, hoa trại thật sự sợ anh.
Ngay cả lính gác cũng không có. Hoa Quốc Cường, cái ông già này, mau cút ra đây cho tôi. Hoa Quốc Cường, Trịnh Mặt Dỗ, cậu dẫn nguyên đám người đến đây lại muốn làm gì nữa hả? Hoa Quốc Cường, ông nghe cho rõ, lần này tôi đến đây là phụng lệnh của huyện trưởng san bằng hoa trại của ông. Nếu ông biết điều thì ngoan ngoãn mở cổng đầu hàng. Nếu tôi cảm thấy vui, tôi có thể tha cho ông lần này. Trịnh Mặt Dỗ, đừng có ở đây mà la hét với tôi. Cậu đừng tưởng Hoa Quốc Cường tôi dễ bắt nạt. Các anh em bắn cho tôi. Bảo vệ đại đội trưởng. Rút lui. Trịnh Mặt Dỗ, đại đội trưởng, tôi đã đến trễ, khiến ngài gặp nguy hiểm. Hôm nay, tôi phải trả thù cho nhà họ Long. Cha! Con trai, ai cho con đến? Không phải bảo con ở nhà đợi sao? Con trai, con trai, cha, con trai của cha, cha. Con nói cái gì? Con gọi hắn là cái gì? Cha nuôi. Ông ấy là cha ruột của con. Con là con của Trịnh Mặt Dỗ. Hắn là kẻ thù của nhà họ Long. Tại sao con không nói? Tại sao con lại gạt cha? Cha nuôi, con không muốn gạt cha. Con rất muốn nói cho cha biết, nhưng mà con không có cơ hội nói. Con trai, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao con lại gọi hắn là cha? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cha, cha đã nghĩ oan cho anh Phi Hổ. Họ đối xử với con rất tốt. Là anh ấy đã cứu con. Nếu không có họ, con đã qua đời từ lâu rồi. Cha, nhà họ Trịnh các người hay thật. Lớn thì hại người, nhỏ thì
mưu kế. Nhóc con, mày không phải con nuôi của tao. Mày là một con dao. Mày đang đâm vào tim tao, mày biết không? Nhà họ Long tốt với mày như vậy, tại sao mày lại làm như vậy với tao? Tại sao hả? Cha nuôi, anh Phi Hổ, em thật sự không muốn nói dối anh, nhưng mà nếu anh muốn lấy mạng ông ấy thì lấy mạng con trước đi, con trai. Mày tưởng tao không dám sao? Ông bắn tôi đi, đều là lỗi của tôi. Ông chỉ muốn lấy mạng tôi thôi. Hãy tha cho con trai tôi đi. Cha, con trai. Thả họ ra. Con trai cha, con trai. Cha, cha sai rồi. Không phải anh Phi Hổ sát hại mẹ con, bà nội và em con, mà là Trương Thiên Phát và tay sai của Hồ Tứ Lang. Không thể nào. Cha con toàn tâm toàn ý đi theo Hồ Tứ Lang, tại sao hắn lại sát hại người nhà của cha? Không thể nào. Cha, là thật đó. Con đã tận mắt nhìn thấy, chính là cái ông Trương Thiên Pháp đó. Còn có tên Triệu Tam Nguyên nữa. Được, cha hứa với con, bất kể là ai, cha cũng sẽ xử hắn để trả thù cho mẹ con. Dạ. Đi thôi, chúng ta về nhà. Rút lui. Vâng. Đi đi. Mau đi đi. Long Phi Hổ, thảo nào gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thì ra hắn ta vẫn còn sống. Chúng ta có cần ra tay không? Không. Đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa. Cứ để chúng tự đấu đá nhau, chúng ta đứng nhìn là được. Vâng. Đi thôi. Sắp đến Long Thành rồi. Chị ơi, em chỉ có thể tiễn chị đến đây thôi. Chị mau chạy đi. Không được, em phải đi với chị. Chị ơi, em không thể đi với chị. Em không nỡ rời xa anh ấy. Chị đã tìm thấy em rồi, thì chị sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Dù sao đi nữa, Long Phi Hổ cũng là kẻ thù của chúng ta. Trước kia, chị cũng như vậy, nên chị không thể để em trở thành nạn nhân của thù hận. Anh ấy không làm vậy đâu. Chị ơi, chị mau chạy đi. Đứng lại. Lục Chính Minh. Em họ
khiến em sợ hãi rồi. Lục Chính Minh, em họ, cô gái này là ai vậy? Anh hỏi để làm gì? Sao anh biết tôi ở đây? Cái này phải cảm ơn anh tứ lang của em. Anh ấy bảo anh giúp Trịnh Mặt Dỗ tấn công Hoa Trại. Không ngờ lại gặp em ở đây. Tốt quá, em đã trốn thoát được. Anh họ đây cũng yên tâm hơn. Như vậy đi, em dẫn theo cô gái này về nhà họ Lục. Anh họ sẽ mở tiệc ăn mừng em trở về bình an. Thế nào? Đi thôi. Đợi đã, tôi có thể đi theo anh, nhưng em ấy không được. Rốt cuộc cô ấy là ai? Chị em đồng hương thôi. Em ấy thấy tôi đáng thương, lại còn mang thai, nên đã mềm lòng. Là tôi ép em ấy thả tôi ra. Anh không cần phải làm khó em ấy nữa. Lục Chính Minh, nếu anh còn ép tôi, tôi và em ấy, ai quan trọng hơn? Anh tự chọn đi. Được, thả cô ấy ra. Chị ơi, em yên tâm đi, hắn sẽ không làm gì chị đâu. Chạy đi. Em họ, chúng ta về nhà thôi. Vợ ơi, mẹ ơi, con trai bất hiếu, nhưng hôm nay con sẽ lấy đầu kẻ thù để tế lễ cho hai người. Con trai, con mở to mắt ra, con nhìn cho thật kỹ. Đêm đó, kẻ đến đồ sát nhà chúng ta có phải là tên cặn bã này không? Đúng là đồ đáng ghét. Đồ cặn bã, trả mẹ tôi và bà của tôi lại đây. Mau đền mạng cho họ đi. Được rồi, con trai, cho hắn nói chuyện đi. Trịnh, Trịnh lão đại, tôi bị oan. Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm sao? Đồ sát cả nhà tôi cũng là hiểu lầm sao? Tôi không có, không có mà. Triệu Tam Nguyên, nghe rõ đây, tên hèn hạ như cậu, mau nhìn cho thật kỹ đi. Đây là con trai của tôi. Cậu đồ sát cả nhà tôi, nhưng lại không ngờ con trai tôi còn sống chứ gì. Không phải tôi mà, chính anh đã dẫn người đến đồ sát nhà tôi. Là Long Phi Hổ. Chính là Long Phi Hổ. Anh nói láo. Hôm đó anh Phi Hổ chưa từng đến nhà chúng tôi. Trịnh lão đại, cái tên khốn này, sắp trầu trời rồi mà còn nói dối. Không phải đâu, anh nghe tôi giải thích đi. Tiểu Thắng, vâng, đưa con trai tôi về. Đừng để con trai tôi dính một giọt máu nào. Cha ơi, con không đi đâu. Con không đi đâu mà, con muốn ở lại. Thả tôi xuống.
Trịnh lão đại, nghe tôi giải thích một lần đi. Nghe cho rõ đây. Bỏ qua bài vị của mẹ tôi. Mau lên. Tôi sai rồi. Triệu Tam Nguyên, tôi cho cậu thêm một cơ hội cuối. Mau nói tôi biết là ai sai cậu làm chuyện này. Tôi nói chính là Long Phi Hổ. Hắn đã sai khiến tôi. Vẫn không chịu nói thật sao? Được rồi, tôi nói mà. Chính là Hổ Tứ Lang. Hắn đã sai khiến tôi. Anh tha mạng cho tôi đi. Hổ Tứ Lang sao? Tại sao Hổ Tứ Lang lại muốn đổ sát nhà tôi? Hổ Tứ Lang đã nói nếu không đổ sát nhà anh thì sao anh trung thành với hắn? Nếu không lấy mạng hết cả nhà anh, làm sao anh có thể hận Long Phi Hổ đến vậy? Nếu không đổ sát người nhà của anh thì sao anh có thể nghe theo lời hắn? Tình hình bên phía doanh trại thế nào rồi? Trương Thiên Phát đã nhiều lần kháng lệnh của Hồ Tứ Lang. Hồ Tứ Lang đã sớm coi hắn như kẻ thù không đội trời chung. Chỉ cần chúng ta cho Hồ Tứ Lang một cái cớ, Trương Thiên Phát chắc chắn không có đường sống. Cậu muốn nói về kho vũ khí phải không? Đúng vậy. Kho vũ khí từ khi bị chúng ta cướp, hầu hết các thùng bên trong đều là rơm và đá. Lúc này chúng ta sẽ nắm bắt thời cơ, gán cho Trương Thiên Phát tội danh buôn lậu vũ khí. Tôi không tin Hồ Tứ Lang lại không mượn nước đẩy thuyền tiễn Trương Thiên Phát một đoạn. Đây cũng là một ý hay. Nhưng đối phó với Hổ Tứ Lang tuyệt đối không được chủ quan, phải hành động cẩn trọng. Anh yên tâm. Trước đây Lý Tín tôi nhát như thỏ đế, làm chậm trễ không ít việc lớn của anh. Sau đó còn nghiện nha phiến. Lúc tôi trở thành phế nhân, anh không hề bỏ rơi tôi mà còn giúp tôi vực dậy lần nữa. Đại đội trưởng, mạng của tôi là do anh cứu. Tôi nhất định sẽ giúp anh lấy lại tất cả những gì đã mất. Được lắm. Dừng, dừng lại. Chỗ này được rồi. Ném ở đây đi. Đúng là xui xẻo. Đi thôi. Nhanh lên đi. Triệu Tam Nguyên, Tiểu Thắng, đại ca, về phòng đi. Được. Cha, kẻ thù của nhà chúng ta, cha đã lấy mạng hắn rồi chứ? Tên cặn bã đó bị cha chém cho một đao rồi. Rốt cuộc là ai muốn hãm hại anh Phi Hổ chứ? Chính là tên cáo già Hồ Tứ Lang. Con trai, cả đời này của cha chỉ biết đánh đánh chém chém, đã làm rất nhiều việc sai trái, hại nhà họ Long và lấy mạng rất nhiều người nhà họ Long. Nhưng cuối cùng thì lại hủy hoại cả nhà chúng ta, khiến mẹ con cùng bà của con ra đi thê thảm dưới lưỡi dao của chúng. Đều là lỗi của cha, do cha hồ đồ. Đây đều là báo ứng. Cha, cha đừng làm vậy mà. Không phải lỗi của cha đâu. Tất cả đều tại hắn, tại tên Hổ Tứ Lang đó. Con trai, cha hỏi con, Long Phi Hổ và Long Thiên thật sự đối xử tốt với con sao?
Rất tốt cha. Con đeo theo cái này. Cha nói cho con biết, bây giờ con đã lớn rồi, là một người đàn ông, phải học cách tự chăm sóc bản thân. Nếu một ngày cha không thể ở bên con nữa, con phải hiếu thuận với họ như với cha vậy, hiểu không? Không được đâu cha, chúng ta sẽ không chia xa nữa. Con không muốn cha xảy ra chuyện, cha đừng mạo hiểm nữa. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Tiểu Minh, con là con trai của Trịnh Mặt Dỗ, phải có tình có nghĩa. Con làm được không? Con làm được. Cậu nói sao? Triệu Tam Nguyên bỏ mạng rồi. Phải. Tôi vừa trở về từ căn cứ bí mật của Long Trại. Sau khi vào thành, tình cờ đi qua khu rừng gần Trịnh Trại, thấy mấy tên lính Trịnh Trại ném một cái bao. Tôi đi tới xem thì thấy bên trong là Triệu Tam Nguyên, trông rất thê thảm. Trịnh Mặt Dỗ lấy mạng Triệu Tam Nguyên, vậy thì tính mạng của Hồ Tứ Lang cũng khó giữ. Hắn bỏ mạng thì cũng tốt, sẽ không còn ai cản trở chúng ta nữa. Không, không được. Chúng ta đã rất khó khăn mới có thể khống chế được hắn. Không những giữ lại cái mạng của hắn, mà còn phải khiến hắn tiếp tục làm việc cho chúng ta. Vâng. Cha ơi. Cha. Tiểu Minh, đừng gọi nữa. Sao nữa chứ? Tối qua cha cháu phải xử lý tên hèn hạ Triệu Tam Nguyên đó, mệt đến mức tới giờ vẫn chưa dậy. Không phải chứ, vẫn chưa thức sao? Chứ gì nữa, cửa vẫn còn đóng kia. Cha cháu chưa bao giờ ngủ nướng như thế cả. Giờ lại ngủ nướng thế này. Đúng là già rồi sinh tật mà. Thằng nhóc này, chú Tiểu Thắng dẫn cháu đi chơi nhé. Thôi đi, cháu không đi đâu. Cháu chui vào chăn của cha cháu đây. Thằng nhóc này, quay lại mau, cha ơi. Cái thằng nhóc này. Chú Tiểu Thắng, cha cháu đâu? Hả? Súng của cha cháu cũng không thấy đâu. Chắc là có việc nên ra ngoài rồi. Lúc nào cha cháu cũng mang súng bên mình. Không sao đâu. Chú Tiểu Thắng, không ổn rồi. Chú nói xem, có khi nào cha cháu đi tìm Hồ Tứ Lang trả thù không? Tứ gia, sao đến đây sớm thế? Có chuyện gì sao? Tứ gia, tôi mang đến một món đồ tốt cho ngài, ngài xem qua thử. Đây là gì? Hay là Tứ gia tự mình mở ra xem đi.
bài vị của mẹ Trịnh Lý Thị. Văn Bảo, bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ lấy mạng hắn. Còn mấy người nữa, bỏ hết súng xuống. Trịnh đại đương gia, cậu muốn làm gì? Tôi muốn làm gì sao? Trịnh mặt dỗ tôi một mực trung thành với anh. Tôi đúng là bị mù, nên mới nhìn nhầm người. Quỳ xuống cho tôi. Tôi là huyện trưởng, sao có thể quỳ trước cậu? Hồ Tứ Lang, mở to mắt ra nhìn cho kỹ. Trước bài vị của người nhà tôi, anh nói rõ cho tôi biết, tại sao lại lấy mạng của họ? Tại sao lại làm những việc mất hết nhân tính như vậy? Tôi có nói thì cậu cũng không tin. Tôi làm thế vì mục đích trả thù, để cậu làm việc cho tôi. Lúc đó Hổ Tứ Lang tôi đầu óc mê muội không phân đúng sai, nhưng tôi thật sự không muốn đồ sát cả nhà cậu. Hổ Tứ Lang sắp vào quan tài rồi, anh vẫn không chịu nói thật sao? Trịnh đại đương gia, tôi chỉ muốn bắt cóc gia đình cậu để cậu phục tùng tôi, cũng do tên súc sinh Trương Thiên Phát ép tôi phải bất nhân bất nghĩa. Sau khi đổ sát người nhà cậu, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nếu tôi muốn diệt cỏ tận gốc, thì sao tôi lại giữ cậu lại bên cạnh? Anh chỉ muốn tôi bán mạng cho anh mà thôi, để trả thù cho tổ tiên nhà anh. Ngay cả người phụ nữ mình yêu, anh cũng có thể bán đứng, thì còn chuyện gì anh không làm được nữa? Vì gia nghiệp tổ tiên, vì cả Long Thành này, Hồ Tứ Lang tôi có tội gì chứ? Nói láo, anh còn dám giảo biện sao? Tôi nói cho anh biết, một khi tôi đã đến đây thì không có ý định sống sót ra khỏi đây. Tôi muốn dùng máu của anh để tế cho người nhà của tôi. Hồ Tứ Lang, hôm nay anh phải dùng mạng đền mạng. Cha nuôi, sao không thấy tên Lục Chính Minh đó vậy? Không cần quan tâm nhiều, cha sẽ tự tìm cách cứu Lam Phượng Hoàng. Lát nữa cha lén đi sát bên cạnh, con cứ trông chừng. Nếu bọn người bên phía Lý Tín đến thì con ra hiệu cho cha, biết chưa? Con biết rồi cha nuôi. Khôn lanh một chút đó nha. Đi thôi. Lục Chính Minh, đội rước dâu đã đi hết rồi, sao tôi còn ở lại đây? Anh muốn làm gì vậy? Em họ, sau này em sẽ hiểu thôi. Hơn nữa, em không chỉ không hận anh, ngược lại còn cảm ơn anh nữa kia. Lên kiệu đi.
cha nuôi nhìn kìa. Thả tôi ra. Đi thôi. Lớn chuyện rồi. Xem ra tất cả đều là mưu kế của Lục Chính Minh. Bọn phi hổ gặp nguy hiểm rồi. Con mau đi báo với họ. Cha đi cứu Phương Thảo. Đi mau. Quay lại đây. Con gọi một tiếng cha đi. Cha. Mau đi đi. Khởi kiệu. Anh Phi Hổ ơi, anh đâu rồi? Anh Phi Hổ. Thằng nhóc này, tránh ra đi. Thằng danh con, chán sống rồi sao? Chạy mau.
theo tôi. Văn Bảo, có phải là tiếng súng không? Khánh Ngân, đi tiếp đi. Ông là ai? Ác ma Đông Dương kia. Tôi là ông nội long của các người đây. Đỡ quả bom này đi. Này Phương Thảo, mau đi tìm Phi Hổ đi, nhanh lên. Dì Lam, dì không sao chứ? Phi Hổ, đây là một cái bẫy. Mau chạy đi, cứ mặc kệ tôi, không được. Muốn đi thì cùng đi. Phi Hổ, trại chủ, nhanh lên, theo tôi. Xông lên. Tên xấu xa này. Dì Lam ơi, dì Lam, dì Lam ơi,
Khánh Ngân, cô không sao chứ? Không sao, mau chạy đi. Tiểu Minh, mau trốn vào trong đi. Đại đội trưởng, tất cả ngừng bắn. Đừng bắn nữa, đừng sát hại lẫn nhau. Dừng bắn. Quay lại đây. Chúng ta đều bị lừa dối. Lục Chính Minh chính là đặc vụ Nhật Bản. Hắn ta muốn hủy diệt Long Thành. Bọn chúng buôn bán nha phiến vì muốn mở rộng quân đội, phát động chiến tranh, biến chúng ta thành dân mất nước. Hắn lợi dụng sự thù hận, ích kỷ và tham lam của chúng ta, bày ra vô số kế hoạch và âm mưu. Mục đích của chúng là muốn biến Long Thành trở thành pháo đài để chúng xâm lược Trung Quốc. Mau thức tỉnh đi. Hỡi các đồng bào, mọi người thức tỉnh đi. Vì Long Thành của chúng ta, vì chính quê hương của chúng ta, chúng ta hãy đoàn kết cùng nhau tiêu diệt quân Nhật, không để chúng xâm lược quê hương. Chị ơi, đừng mà. Chị ơi chị. Các anh em, tiêu diệt hết bọn chúng. Xông lên. Xông lên. Tôi phải đi đón Phương Thảo. Phương Thảo, em sao vậy?
mau tỉnh dậy đi. Em nói sẽ lấy anh mà. Con nói muốn sinh cho anh một đàn con. Anh hứa với em, chúng ta sẽ rời khỏi Long Thành, không báo thù nữa. Phương Thảo, Long Phi Hổ, cậu đã lấy mạng Phương Thảo sao? Hồ Tứ Lang, anh tỉnh táo lại đi. Chính Lục Chính Minh đã bắn chị ruột của tôi. Thân phận thật sự của hắn ta chính là một đặc vụ Nhật Bản. Mọi thứ mà chị gái tôi đã làm là để sớm nói cho anh biết chuyện này. Chị ấy sợ anh sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Phương Thảo, anh xin lỗi em. Phương Thảo, đều do anh hồ đồ. Lục Chính Minh đâu? Lục Chính Minh đã trốn về Long Trại. Bây giờ Long Trại đã trở thành căn cứ bí mật của Nhật Bản rồi. Lý Tín, Văn Bảo, đội bảo an giao cho các người đi theo Long Phi Hổ, phải xé xác Lục Chính Minh ra thành từng mảnh. Hồ Tứ Lang là tội nhân của Long Thành, có bỏ mạng cũng không đáng tiếc. Lần cuối cùng, tôi khẩn cầu mọi người, tất cả quân dân Long Thành nhất định phải cùng nhau hợp lực diệt trừ quân Nhật, bảo vệ Long Thành. Chúng ta đã khổ công xây dựng căn cứ bí mật này nhiều năm. Để giúp đế quốc hoàn thành đại nghiệp. Nhưng không ngờ, nơi này lại trở thành nơi ẩn náu cuối cùng của chúng ta. Được rồi, chúng ta sẽ ở đây chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Vâng. Sợ hãi, hối hận luôn đeo bám tôi mỗi phút mỗi giây. Thật ra, từ khi cậu lấy mạng lão thất què, tôi đã có linh cảm cậu đã về đây. Cậu có rất nhiều cơ hội để lấy mạng tôi.
sao cậu lại không ra tay? Có phải muốn trả thù bằng cách gậy ông đập lưng ông không? Lấy mạng anh thì có thể cứu được Long Thành không? Có thể cứu được những linh hồn oan khuất đã phải bỏ mạng vì cuộc đối đầu của hai chúng ta không? Có thể cứu được người phụ nữ anh yêu và đứa con trong bụng cô ấy không? Long Phi Hổ, nếu cậu không mang họ Long, có lẽ chúng ta đã trở thành bạn bè thân thiết, cùng nhau thực hiện lý tưởng và hoài bão của chúng ta. Hận thù đã hủy hoại tất cả mọi thứ của chúng ta. Cậu và tôi giống như những quân cờ trên bàn cờ này, đấu đá đến mức trời lòng đất lở, máu chảy thành sông. Cậu rơi vào cảnh tan nhà nát cửa, phải lưu lạc khắp nơi. Còn Hồ Tứ Lang tôi lại dẫn sói vào nhà, trở thành tội nhân thiên cổ. Mà người điều khiển ván cờ lại là Lục Chính Minh, một đặc vụ Nhật Bản. Có hối hận cũng đã muộn. Tội của tôi không thể tha thứ. Chỉ mong cậu cho tôi ra đi một cách danh dự. Long Thành, Long Thành vẫn là của nhà họ Long. Anh em nội bộ bất hòa, bên ngoài lại phải đối mặt với kẻ thù. Ván cờ này nên kết thúc rồi. Long Thành không phải của nhà họ Long, cũng không phải của nhà họ Hồ. Nó thuộc về dân chúng Long Thành. Anh hãy nhìn vào tình hình hiện tại, có thể nói là phong ba bão táp, loạn trong giặc ngoài, dân chúng lầm than. Nhưng chính phủ của chúng ta đã làm gì? Quan chức quân nhân rơi vào vòng xoáy quyền lực, vì lợi ích cá nhân, kẻ tranh người giành, lừa lọc lẫn nhau. Không phải họ cũng giống như những quân cờ đen trắng trên bàn cờ này sao? Hồ Tứ Lang, anh nên tỉnh táo lại đi. Anh em nội bộ bất hòa, bên ngoài lại phải đối mặt với kẻ thù. Tiêu diệt quân Nhật, bình định Long Thành. Quyết diệt sạch quân Nhật, bình định Long Thành. Quyết diệt sạch quân Nhật, bình định Long Thành. Quyết diệt sạch quân Nhật, bình định Long Thành. Từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, tuổi trẻ trải qua nhiều sóng gió, phải rời bỏ quê hương, ăn học thành tài, nắm vững chủ nghĩa tam dân, mong muốn phục vụ đất nước,
giữ gìn lợi ích cho quê hương. Bị mù quáng bởi thù hận cá nhân mà quên đi mối thù dân tộc, tự cho mình là mưu lược hơn người, nhưng lại bị quân Nhật Bản chơi đùa trong lòng bàn tay, để dân chúng Long Thành rơi vào cảnh lầm than, đánh mất đi Phương Thảo, tình yêu lớn nhất đời này. Hồ Tứ Lang đáng bị nguyền rủa ngàn đời, chỉ biết quỳ khóc trước mặt tổ tiên, dùng cái mạng này để chuộc tội với dân chúng. Quân Nhật xấu xa, tôi liều mạng với các người. Gia Hưng, đừng mà. Thành Kim, cầm lấy. Anh đã âm mưu từ lâu, tính toán kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt của dân chúng Long Thành chúng tôi. Long Phi Hổ và những người khác đã tiêu diệt các đặc vụ Nhật Bản xâm nhập vào biên giới Vân Nam, bảo vệ được Long Thành. Sau đó Long Phi Hổ cùng Khánh Ngân và những người khác đến Diên An tham gia vào cuộc kháng chiến chống Nhật.